Hello, hello, bạn xuống đây pro anh si. Ngày nay khi nhom nâng bằng hai nơi video mới nâng ca spiral gold. Chia sẻ bạn spiral coin cạn đi ấy bạn. Được coi những hai thẻ battle point bạn ấy ban lươn. Sắm rạp ca tinh hero thay. Ok, chẳng cứ nghe rồi thế. Video mới này chúng ta bị cần lưu sầm khăn sầm khăn trong cả rộp Battle Point ở bàn lươn bằng phốt. Ok, chẳng vì thi tìm mùi đã nghi bằng phốt trong cả rộp khoánh cứ lấy dân chôn tôi khăn ở inventory bạn. Anh ấy cứ chỉ vì thi tìm mùi bạn chẳng nó bị đại dân lên channel nó khăn ở Việt Nam mùi chẳng kê nâng sen kịp ở dân cái sắp nhà ở chìa rộng bọn ở dân bạn. Chẳng rộng bọn nó tu tác về miền này bạn. Ở miền trong im lim. Ok, nhưng chỗ còn lại trong Adders. Nó trong Adder. Nhưng khơi trong còn lại này bạn. Anh đi cái hào thả Victory BP card. Chẳng đọc bê đã dừng lên trên này bạn. Từ cổng lẽ khăn bỏ viết cư viên nâng ai ở vị thí rí BPK nâng mời dường. Chẳng ảnh nâng viết chui ở khăn ca ở rô ở BP. Bài đọc phó những BP bàn chả ràng dường môn như rùm. Cư viết con nâng pi tại mặt đòn. Chẳng nộp bê đại dương miên ca nâng cư dương cho dù tại mặt đòn thơ bản. Hay nộp bê đại dương pra ca nâng. Nộp bê đại dương cho lê nhờ thi ho thay nộp khăn khá sạch. Dân trên đấy, dân ban ở mà rồi ở bì phí. Chẳng viên nâng côn ở dân ở nâng phì. Chứ việc ban phì rồi, chẳng một vẻ nâng ban phì rồi. Dì rung vì dân đánh ban thuê đoàn thầm mà đoàn bạn. Nâng chi vị thi thì mùi hai vị thi thì phí. Cứ ca xoay rộng bì phí. Cứ dân thử dân lên thầm mà đoàn. Dì rung dân lên nhau khăn ông classic. Rang được co bà rôl của ban đấy. Cứ ban đôi khi này có bản thái trao chăm cái lại như bản thích bạn. Nó khăn ông ráng. Nó khăn ông ráng cứ nó bê đại dương chánh. Cứ dương ọt bàn BP thì tốt là đại dương chánh tớp dương bàn BP. Bạn chẳng bà xin đại dương chánh cho ra đó. Cứ khát bê mình tên. Chẳng ai bắt bóng BP càng đại tràn. Chẳng bà xin dương này tặng ở khăn mình bầm nông. Chẳng phải rốt BP ở bàn lươn hay chạp bàn tên hero thơm ấy. Chẳng dương lên khăn ông classic mode bạn. Classic mode tôi bây giờ dân tránh được có chân hạ gần đầu dân nơi tại tôi tuôn bán BP đôi khi này. Tôi tới bà tránh dân tôi tuôn bán mà chân lo bị bắt sắp tôi cao sắp BP. Bởi dân chân hạ ách mà rồi là ông bạn. Tôi tới có vì mình chân ra bà mạng đấy. Vì ai khó khăn này tích tuổi. Hay nó khăn ông bà rôl với bạn bà rôl mode. Ok nè bà rôl mode. Cứ việc bán đôi khi này. Hãy nè ti chẳng dễ tham mết cứ vì start khăn ông dạp bê khlây để xa ấy lên với miên tầm một lâu hay dương ở trăm bạch bảo bê làm bây phàm thì chẳng bà sân chỉ trong bàn rốt BP lươn bóng phót gư nghi sử dụng nè lên nhu khăn ông bà rôl một lên nhu khăn ông bà rôl một ở bàn bài chỉ buôn bàm tháng ấy nè tầng ổ khăn đi rốt bàn ở BP bàn lươn mình tên bạn vì muốn chạy trên ngon ở account tập bóng nhóm mà càng nhóm bắt toàn đăng phí lập việc này cả rồi bí phí nhóm lên nó khăn ông ở Brawl Mode lên thì khăn ông Brawl Mode này hay nhóm rồi lối bàn chào mình tên hay nhóm tính bàn hero sân bàn tầng ổ tại mặt đoàn tại đại sao khi miên bà nhá cho mặt bàn sale account hay sale tôi viêm khổ mình chẳng ở bạc account chả anh ấy chỉ account thầm bây bó khăn nhóm bạn. Hãy nhóm bắt sâu bàn miền bê lên chúm lên nhu khăn ông ở thị trạng lên nhu khăn ông rèn hình nâng classic. Hãy rèn cứ chào anh chiến bạn. Chẳng hãy nhóm ở miền lối tích mình tên hay hero có tích đấy. Chẳng bà xa nhìn nhẹ ọc này chọn bàn BP lươn cứ lên nhu khăn ông Brawl bạn. Ok chẳng đó ở vị thi mùi tiết bạn. Vì thế mỗi tiết cứ vì riêng bị bạc bằng tích có bằng tay hay có bảo vệ dụ này. Tại dưỡng bạn chả ơn dì chiên nhân cho lên mà buôn đọc đoàn tiền. Bạn mà đoàn cứ mà bón mà xong tốt bạn mà đoàn cứ mà mơn BP thay mà đoàn.
អញ្ចឹងបើយើងបាន 36,000 យើងអាចទិញ Hero បានមួយទូទៅ Hero ខ្លះតម្លៃត្រឹម 26,000 ឬក៏ 24,000 អីទេហើយបើថ្លៃបំផុតគឺ 36,000 បាទអញ្ចឹងយើងវិធីហ្នឹងគឺយើងចូលតែកន្លែងត្រង់ Shop នេះបាទហើយយើងចូលកន្លែងតរហើយយើងយក Lucky Print Lucky Spin បាទអូខេ Lucky Print នេះគឺយើងប្រើនេះបាទប្រើ ticket នេះ ticket មួយនេះដើម្បី Spin បវលបាទ Spin នឹងប្រែថាបងវល់ Spin ដើម្បីទទួលបាននៅ item ទាំងអស់នេះបាទអញ្ចឹងរបៀបយកវាគឺអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុង Shop នេះនៅក្នុង Lucky Shop នេះនៅថ្ងៃនេះគេឲ្យយើង spin ដើម្បីទទួលបាន hero Joe Head អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវទិញ Joe Head ឲ្យបាទនិយាយរួមគឺយើងត្រូវមាន hero Joe Head មួយសិនបាទត្រូវមាន hero Joe Head មួយហើយយើងមកចូលទៅក្នុង Lucky Spin ហើយយើង spin វាspin វានៅពេលដែលយើងបាន hero Joe Head មួយទៀតអញ្ចឹងវាធម្មតាវាឲ្យយើងមាន hero 2ទេបាទអញ្ចឹងពេលយើង spin បានយើងនឹងទទួលបាននៅ 10,000 បាទ 10,000 BP តែម្ដងអញ្ចឹងអានឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រទី3ហើយប្រើ ticket ដើម្បី spin ទទួលបាន BP បានច្រើនជាងគេបំផុតហើយយើងមិនបាច់ចំណាយពេលលេងនោះទេឧទាហរណ៍ថាបែបនេះយីមើលខ្ញុំតរនឹងដូចជា spin ដែរបាទspin 5 ដងបើសិនខ្ញុំបានចូល head ហើយខ្ញុំមាន hero show head ខ្ញុំនឹងបាន 10,000 BP តែម្ដងក៏ប៉ុន្តែអានេះគ្រាន់ជាការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំទេបាទដូចថាខ្ញុំមិនទាន់មាន hero នឹងទេអូខេចំពោះការរោគ BP គឺគេធ្វើបែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេ